hoa đẹp trong nắng ấm Cali, hoa đẹp mỗi ngày. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Việt US 1040. Chúc cả luôn bình an và hạnh phúc. Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành và ủng hộ cho kênh trong suốt thời gian qua. Đây là video mới tiếp theo rất đặc biệt của kênh. Mời mọi người cùng thưởng thức nha. Video này được thực hiện trong loạt video du ký ngắm và chụp ảnh hoa đẹp. Mời các bạn cùng xem hình ảnh của những cánh hoa đẹp mà mình đã chụp được trong chuyến du ký đến giữa tháng 2 năm 2022. Nhiều du khách nói rằng Cali là vùng đất của nắng ấm, lướt sóng và các cuộc phiêu lưu dành cho gia đình, với rất nhiều sự lựa chọn để tham quan, khám phá, đặc biệt là hoa đẹp thì nhiều lắm không kể hết. Ở Cali có rất nhiều cánh đồng hoa poppy và loài hoa này được xem là biểu tượng của tiểu bang Cali. Cánh đồng hoa nằm ở phía tây của thung lũng Antelope Valley với khoảng 7,19 km2 hay ở vùng đất cằn cỗi của hoang mạc Mojave. Hoa poppy có cánh mỏng như cánh bướm, nhiều màu sắc, thường là màu sắc rực rỡ như cam, vàng, đỏ. Hoa có 4 đến 6 cánh khi chưa nở, nụ hoa ấp, đến lúc bung cánh cũng nhẹ nhàng, yểu điệu không ngờ cảm giác như một thiếu nữ e ấp. Đứng trước cánh đồng hoa bất tận vào sáng sớm mai, bạn sẽ cảm giác thư thái và bị quyến rũ bởi hương thơm của poppy. Thật ấn tượng với những ngọn đồi có pha màu xanh của lá cây và có những loài cây hoa poppy với những bông hoa bé xí sắc cam, đỏ nằm đầy thung lũng, trên các con đường mòn và các cánh đồng hoang dại ở Cali. Mỗi mùa xuân, hoa poppy tràn đầy sức sống với sự thay đổi màu sắc và hương thơm thay đổi theo thời gian. Khoảng từ giữa tháng 4 đến cuối tháng là thời điểm mùa hoa nở rộ, bạt ngàn thung lũng, bạt ngàn những cung đường hoa dại. Năm nay, trong khi các tiểu bang khác đang trải qua những ngày bão tuyết lạnh như băng, thì thật may mắn, Cali vẫn ấm áp, thậm chí có ngày nắng lên cao nhiệt độ có khi nóng bức, hoa lá lại được dịp nở rộ tưng bừng như nhảy múa cùng nắng ấm lan tỏa khắp nơi vậy. Có những loài hoa này được sử dụng trong phong thủy với ước mong đem đến sự lãng mạn lứa đôi và xua tan mọi bất hòa trong tình yêu. Bạn có thể sử dụng một vài bông mẫu đơn màu hồng để phát huy tác dụng mạnh nhất. Hoa mẫu đơn thường được nhắc đến là loài hoa mang vẻ đẹp nữ tính của người con gái. Tại Cali có nhiều loại hoa cúc. Trong phong thủy, hoa cúc biểu trưng cho một cuộc sống thanh bình, cân bằng. Với sắc màu của ánh mặt trời chói chang, hoa cúc mang trong mình nguồn năng lượng dương mạnh mẽ. Vì thế, nó thường được sử dụng để thu hút sự may mắn cho gia chủ và các thành viên trong gia đình. Việc đặt trong nhà một bình hoa tươi sắc để có được những nguồn năng lượng bổ trợ là lựa chọn hoàn hảo. Nếu không có điều kiện chăm sóc hoa, bạn có thể đặt các bức tranh vẽ các loài hoa kể trên cũng rất tốt cho căn nhà và các thành viên trong gia đình. Còn việc trồng hoa cúc trong vườn nhà thì thật tuyệt vời. Nó sẽ mang đến vẻ đẹp và sự thanh thoát cho các khu vườn đến ấn tượng. Đặc biệt ngay cả khi điều kiện thời tiết không ủng hộ hoa nở rộ, du khách vẫn có thể chiêm ngưỡng những bông hoa dại rải rác tại nhiều nơi tại Cali, nhất là trong các công viên trong cùng một khoảng thời gian. Chẳng hạn hoa dại màu vàng có thể bắt đầu nở từ tháng 1 đến hết tháng 3. Mặc dù cúc hai màu quý hiếm là loài hoa đặc trưng của quần đảo Channel, nhưng du khách chỉ có thể nhìn thấy nó trên đảo Santa Rosa trong những ngày này, nên biết là bông hoa chia hai màu là do sự biến đổi gen cực kỳ hiếm gặp. Nói miên man chút ít, giờ thì mới mọi người cũng trải nghiệm và nhìn xem những cánh hoa đẹp tuyệt tại những nơi mình đã đi qua trong đợt du ký này. Chúc mọi người xem tiếp video vui vẻ trong nhạc nền thật thú vị và hấp dẫn nha. Hy vọng mọi người sẽ có những phút giây thư giãn tuyệt vời với hoa đẹp và âm nhạc phiêu lãng.